Nếu mà trong phân khúc dưới 1 triệu thì xin giới thiệu với cả các bác Đây là mẫu chuyên vít xịn xò nhất, đẳng cấp nhất của nhà Đích Tôn anh em nhé Ờ, tại sao em có thể nói đây là con chuyên vít tốt nhất trong tầm giá Có hai nguyên nhân Đó chính là Một là về giá đấy hai là về cái sức mạnh của con này thứ nhất về giá giá của nó chưa tới 900 ngàn anh em nhé đấy, chưa tới 900 ngàn mà lại sở hữu ngay một con chuyên vít có mô men xoắn lên tới là 230 Newton đấy và vòng tua của nó lên tới là 2.500 vòng một phút đấy, cực kỳ là khỏe đây anh em để ý này trên cái bưởng có dòng chữ là heavy duty đấy dòng này là dòng sử dụng cho những dòng công nghiệp anh em nhé Đấy, máy cực kỳ chất lượng luôn à, khi mà anh em sử dụng con máy này thì anh em lưu ý giúp em nhé nó sẽ có là 3 cấp tốc độ à, số 1 số 2 và số 3 thì nó tương ứng với những cái lực mô men xoắn khác nhau ví dụ như ở cấp độ số 1 thì anh em sẽ có mô men xoắn là 110 Newton cấp độ số 2 sẽ là 165 Newton và cấp độ số 3 với là vòng tua cao nhất thì sẽ là 230 Newton anh em nhé đấy và anh em để ý này cái đầu của nó là đầu chuyên vít đầu chuyên vít này là đầu 1 phần hai à 1 phần tư anh em nhé đấy, đầu chuyên vít 1 phần tư đấy, thiết kế máy thì khá là nhỏ gọn rất là đẹp đấy, trong cái phân khúc mà dưới 900 trăm nghìn thì thực sự với các bác đây là ông vua trong phân khúc luôn anh em nhé và có một cái lưu ý cho anh em này con này nó sẽ có thêm một cái chức năng thông minh đó là cái chế độ bắt vít tự ngắt anh em nhé chế độ bắt vít tự ngắt thì với cái chế độ này thì anh em uh, sử dụng ở những cái trường hợp là như anh em mình đi bắn tôn bắn vít mỏng thì anh em chuyển qua các chế độ đấy thì khi mà mình bắn vít nó tới lực rồi nó sẽ tự ngắt luôn anh em nhé rất là tiện đấy một con máy phải nói là giá rất là rẻ nhưng mà lại có trang bị những tính năng rất là thông minh cho anh em nhé bây giờ đấy. em sẽ test cái vòng tua của con này cho các bác cùng xem nhé ở trên thông số kỹ thuật là 2.500 vòng Đây. 2542 vòng một phút anh em nhé. Đấy, vòng tua rất là kinh khủng luôn. Rất là cao luôn. À, khi mà lắp cục pin này vào, lắp cục pin của con Navara vào à, thì cái vòng tua nó còn cao hơn cả cái vòng tua mà nhà máy đã đã đã, đã công bố anh em nhé. Đấy, nó cục pin của Navara rất là đẳng cấp luôn anh em ạ. <laughs> à, vít gỗ 10 phân anh em nhé Nó đỉnh luôn anh em ạ khoét thử gỗ cho anh em cùng xem luôn nhá rất là nhạy luôn anh em nhá uh, đủ lực nó sẽ tự ngắt luôn anh em ạ Ok anh em nhé, vừa rồi em đã cùng các bác đi trực tiếp test cái sản phẩm máy chuyên vít của Đánh Tôn rồi Con này có mô đen là M21CV230L nhé Thì với mẫu sản phẩm này, thân máy giá chỉ có 890 ngàn thôi Anh em có nhu cầu muốn mua hàng thì cứ alo trực tiếp cho em theo ba số điện thoại em để phía bên dưới màn hình anh em nhé Và một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé, xin chào các bác